Hello, chào mừng anh em trên là kênh cái xà thì người có hai chức vô địch quốc tế, có stream hồng nhất nhìn bắt bờ đó. Hôm nay không giới thiệu cho anh em một con hàng M200 mới ra, Dominator Tribo đó, một chú vừa vào tự nhiên có hàng dưng vào mỏm. Ngon. Đù, vừa vô thua phụ 3 năm hả? Chứng tỏ là team của bạn cũng dữ dằn à. Vừa vô thì quân địch chết 2, quân ta đã chết gần hết. May nè, thơm, đù, kêu mát đẹp vậy. Ê, nhà B có bom bủng rồi gì kìa. Ê da, bỏ đây mày, lì. Lâu ngày không ngắm lại bắn hụt hơi nhiều nha bà đồ. Bắn kiểu này xứng đáng trà toilet một tuần nhá. Hình như A nó lên rồi sao, nhờ nó quăng quả khói gì mà nó đỏ lè đỏ lét. Ê đây, mít gần nè, bom rơi luôn. Ngon. Bom rơi nhá, về mít cover tôi bà đồ ơi. Găm một. Trời ơi. Ủa nó đâu rồi? Mày này, ấy da. Ê, một găm nữa. Nghe y như phút hành lang á. Qua đây. Ôi trời. Ủa vừa thấy nó cứ bê mà cái đầu phòng. Ê, cái thằng ML này. Vãi rồi, vừa thấy nó cứ bê nó đã phóng ra nước rồi. Ê, bị ám ảnh cái cửa B này em ơi. Không dám đi vô bắn nó. Bị ám ảnh cái pha cửa B với lại bọn AB hôm giờ không dám chạy ra chỗ cửa B. Phải đứng cửa mít đợi ạ. À. Ôi rồi. Cái lùm mía bên kia nó ngắm gớm vậy. Mày nè, trời ơi hụt. Con này thì nó giống cây chu du anh em nhờ, cái tâm ngắm nè. Nhảy nè, trúng chân. Này kết hợp thêm con Anaconda Tribal nữa. Lên mình nã nó mới được. Đâu rồi, con này thì chuột phải có chức năng giống như cây Anaconda Ghetto nha mọi người. Ê, như có phút nè. À, thơm, bỏ luôn. Để tới đây, ấy nó đặt bom rồi. Thôi giết. Ngon. Ôi ôi. Vãi. Đâu. Cái bọn BL này ghê vậy. Trời bỏ thằng đó luôn là bú được mấy kill rồi nhờ. À thàm quá. Tự nhiên nó đặt cái quả bom là mình mới múc á, chứ không là không bỏ rồi đấy. Sao đồng đội chết lẻ nhờ. Pha đó mà bỏ cái kill này là chạy ra Long A ăn với được 2-3 kill. Đúng là tham lam. Bắn nó nên nó nghe tiếng đạn nó quay lại mọi người. À, nó chạy A đông anh em ơi. Cái con lợn nhựa này. Vô rào luôn bạn. Phi vào rào luôn. Giá quán phi vào Long A. Mày nhìn nè. Chạy nè, trời ơi. Ê, con ơi. Ôi dồi, cái đèn khẩu lục gì bắn khoảng cách xa khó vậy. Gì? Gì chiếm được Long A đồng đội ngụm hết rồi. Mày nè. Mắc khu vực mít rồi anh em ơi. Trời ơi. Con khẩu lục này khó bắn á. Ôi dồi. Ra đây, lì nè. Lì nè. Ôi hết đạn. Ây ơi. Đầu mất hết đạn. Mày nè. Trời ơi, đủ mơ nó snap làm cái gì. Bật giùm bắn là win rồi. Cay thế nhờ. Anh em ơi, để xem mình gửi hành mấy cái thằng này mới được. Ủa, đổi bên rồi, đổi bắn vừa cái nó xong cái đổi bên luôn à. Thu 38 rồi. Ổn quá anh em ơi. Ồ, ngon. Giá cover mình double kill. Giá chiếm Long An em ơi. Ấy. Đổ vào trong rào. Vãi.
Đồ đồng đội cây khế thật. Thấy mình dai làm hai thằng Long A không ai ra cover luôn. Khó rồi nha. Đồng game này bên kia nó bắn ghê quá anh em ơi, làm sao giờ lập kèo bây giờ. Làm sao mà lên bây giờ anh em ơi. Thua 3-8 rồi. Để xem thằng này xử lý nào. Hy vọng là win round này. Ừ ngon, đặt quả bom ngon đấy. Trời ơi. Trời ơi cái gì vậy. Trời ơi. Ông nậu ơi. Ê xe. Ôi trời ơi, đủ mấy sniper hụt là phải nhờ lục. Chuẩn rồi em ơi, lập kèo lập kèo. Bọn bên kia không có cửa à, giao án đi Long A này em ơi. Thằng nào đi Long A với Phong là bú trứng cút luôn nè. Mù nè mày. Ăn mù chưa? À ha, ăn mù mù. Mày nè á. Một thằng nè, hai thằng nè, ba thằng nè, ba thằng nè, ấy á, ba thằng nè. Ngon. Ấy nữa, bốn thằng nè, trời ơi. Đã. Bốn con gà. Ngon. Chuối 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 chuối. Đù, nó phi vô cái Long A bay qua lớp khói, nó làm sao mà biết được. Nó đã thì thôi luôn. Bụp 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 bụp. Nó không giờ bắn ngắm cầm nó, cầm nó vẫn chưa có cảm giác nhiều hẳn mọi người, bắn hụt hơi nhiều. Ngon, 5 kill. Từ đợt con lợn nhựa IQ nó vào phim tới giờ là hầu như là Sadie không có cầm khẩu ngắm luôn á. Nên đợt này cầm lại khẩu ngắm bắn cảm giác, cảm giác nó chưa vào tay. Nó tăng nhiều quá. Bí 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 xài. Vô bên em ơi. Đủ cái gì mới vô có 30 giây em chết hết rồi. Giỡn à. Một chú này chạy. Đủ mất cửa bên nó ngắm bạn ơi. Chạy lẹ. Ờ hay. Đây nữa. Đủ mày song sát song sát. Đủ hai anh em song sát này em ơi. Từ từ bạn nha, tham còn nhiều để về nhặt quả C4 á, bạn đừng để chết nha. Đợi mình tí. Về mình nhặt cái quả bom cái, hay bạn ơi. Chết rồi. Ê, mày nè trời ơi. Hú hồn. Last bomb. Quỷ này nó đang ở mid trong đâu nè. Mày ra đây mày. Đù nó đâu quá nhờ. Ê mít gần mít gần mít gần. Úi. Trốn 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 trốn. Trốn luôn anh em ơi. Ê, nó dí mình nó dí mình à, chạy. Chạy về bên em ơi. Giao án giao án. Nice shot à, thơm kèo. Bây giờ chạy về B đặt bom ra nước. Không ra cửa B đâu. Hôm bữa xử lý hai pha thua cửa B, bây giờ mình ra nước. Ngon. Thằng này giờ này nó đang trên A ở đâu, nhảy xuống gầm đi em. Anh ra nước. Ê có phút. Ôi trời ơi. Đủ mở nó lại đi nước chứ. Trời ơi. Cái lùm mía đó. Cay thế nhờ. Con thằng hành lang ép anh em ơi. Bọn này nó thích ép hành lang lắm đấy.
Ê, mít gần nó độc ghê. Hành lang clear nhá. Ủa, thằng nào ngắm nó đúng độc rồi, khói quá. Ê, hành lang nó mới flash vậy. Hành lang em. Mày nè, công với chúng tôi hả, công cống luôn nhá. Lên anh em ơi. Lên an, lên an, lên an cho dễ bắn nào. Hành lang ép ngủm rồi. Nhìn nè, biết ngay mà. Cái góc quen thuộc. Lên an clear nha anh em ơi. Ê, đào về. Úi dồi. Lì nè, may quá. À, xếp phải, chuối, chuối, chuối. Con lợn nhựa này. Ây da, đù mà nó lì. Chui vô tìm nó. Trà lên đây em. Mày nè. Ây da. Ây da. Trời ơi, hú hồn. Mít hả? Ấy lỗ A nè. Rồi xong luôn. Cái lùm mía nó, cái khẩu Anaconda nó khó bắn vậy. Sao cái tâm để ngay người nó mà lại bắn viên đạn vô vách tường này như nào. Ôi đù, nó win đường vậy, pha này thua là tèo luôn á. Ôi trời ơi. 3 chết 13 hả? Ôi trời ơi, hên chưa. Má mày thằng đó nó mồm á. Hai ơi, mèo ơi. Lật keo. Lật keo anh em ơi. Tính ra là con hàng này cũng ok phết. Đam đồ to mọi người ơi, mỗi tội là thu mỗi cái delay thôi. Còn lại màu sắc thì nhìn kiểu dáng giống cục than ấy mọi người. Đen 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 đen. Ê, ê đứng núp. Núp của chúng tôi à. Cửa B. Núp nè. Ủa ai băng bùng vậy? Ôi 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 ôi. Cover. Đù mới nhả đạn trước. Mấy thằng quỷ đồng đội nó quăng mình flash. Cày thế nhỉ. Quả flash đầu tiên rồi, thêm quả thứ hai nữa. Ốc chết. À, con lợn hưng này. Dám gáy là ốc chết chứ. Láo. Tìm hơi yếu nè em ơi. Cố gắng bắn giữ mạng. Ôi ôi. Lần nữa nó đục mình vậy. Hành lang ép kìa. Ô oh, thơm. Bú 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 win. Mày dạt qua nè. Đấy, round nào cũng mắc kill rồi đó. Lona bạn ơi. Không có cái cận chiến VIP mà delay với là khẩu lục. Cảm giác hơi lâu mọi người. Cảm giác snap hơi lâu. Lên A bạn ơi. Bạn gì cầm C4 đâu rồi. Đậu mới đi lon to mình ký cái đầu bạn giờ. C4 này bạn ơi. Đậu mới có chốt rồi. A làm cái gì. Con lợn nhựa nào vậy. Mèo ú. À đây đây đây. Mày. Ủa sao nó không C4 đủ nó trúng luôn à. Rồi nó treo máy nó đít luôn rồi. Trời ơi đủ nó đang lật kèo lại thoát bản. Thiếu người. Buồn bạn dễ sợ luôn á. Bạn dù gì bạn bắn không được nhưng mà ít nhất nó cũng tác động được đến đội hình bên kia về số lượng người chứ. Cho C4 đi mọi người ơi. À, nếu không có quả khói ấy. Khói này làm sao dám qua ta. Cái gì vậy. Cầm C4 đặt bom đi bạn. Mình coi móc cho. Ê. Sao chết hết rồi. Đâu rồi. Ôi trời. Cái gì vậy. Cái đù. Mé đặt vào bom B mà còn thua. Em hiểu đồng đội. Cái gì ba ông trong xe B không đổi được mạng nào luôn chứ. Chiều ơi.
Má biết thế khỏi coi móc mắt cái cửa đó được rồi. Tôi tưởng mấy ông này làm được. Cây quái nồi. Ít nhất cũng phải đổ một cho ông ta chứ trời ơi. Kì nè đấy. Lợi thế về người nữa rồi đấy. Đây này, hành lang này lên. Trời ơi đủ mấy cái khẩu lục. Ông nậu đó. Cái lùm mía mày khẩu lục của bắp. Đừng đầu tư khẩu lục này nha mọi người. Khẩu lục như cái quần xì. Cái M200 này là còn ok. Mà M200 bây giờ nhiều quá. Xài không hết luôn á. Bây giờ đam của mấy khẩu M200 bây giờ ra cây nào cũng đam cũng giống Dominator Real. Thua một cái delay thôi. CFVL nè. Gold rồi nè, tùm lum tà la luôn. M200 bây giờ quá nhiều. Thôi sưu tầm cũng được vì nó đẹp. Nghe lời tôi nè, đánh 4 hành lang 4 round là win nè mọi người ơi. Bọn này nó kama rất là ít. Hứa luôn. Vả cái hành lang lại rào đi, của B nó cam rất là đông. Cái giá bị cạt. Đâu, thằng nào ngon có giá vô rào. Có giá thì vào rào. Mày nè, lì hả? Lì của chúng tôi hả Hân? Nguyễn Thị Ngọc Hân à. Lên khu hành lang đây là nó loạn rồi anh em ơi. Ây da. Đau. Thằng quý nhỏ này. Đồng đội lên A chiến anh em. Cái thằng nào sau lưng mình nó cứ núp đầy nữa nè, thơm nè. Hai thằng 31 kill rồi. Chỉ tiêu 35 kill anh em ơi. Thôi chỉ tiêu 40 kill đi. Chặng này cố gắng làm 40 kill cho anh em trầm trồ đi. Con lợn nhựa này nó trốn ở đâu nhờ. Ra lẹ đấy anh, còn gặt cái nụ tầm sung nè. Ngon. Đánh rào đi anh em, cứ nghe lời tôi, đủ nó cam ít lắm. Đừng có đi B. Tùy theo đội. Lại cặp C4 đi B, cây thế nhờ. Ủ é nó. Lì. Rồi thôi xong, nó chiếm rào rồi, thôi về. Nó chiếm rào rồi. Trời ơi, đủ miếng cái thằng em này. Thôi xong mẹ rồi. Con lợn nhựa đủ mấy cầm C4 vô bê. Cây thế nhờ rồi, rớt C4 rồi. Mến lì. Không nghe lời. Một thằng nè, đây nữa nè. Đúp một kill nè, móc rào nè. 3 kill nè. Hình như còn nữa thì sao á. 4 kill nè. Trời ơi, C4 đủ mấy, nó mang rớt ở khu vực mid làm sao mà nhặt đấy ông nậu ơi. Ây da. Rồi thôi xong phong rồi. Cứu. Rồi hiểu luôn. Mé thua luôn. Con lợn nhựa này, nó mấy con lợn nhựa này nó không nghe lời. Ok, clip của anh em mình đến đây là bú trứng cúc. Mới vô địch giải về xong đã làm clip đã thua rồi. Anh em nào thấy buồn quá cho mình xin một like, một lượt follow nhá. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo.